Mọi người ơi, xong việc rồi em về trước nha mọi người. Ê, đứng lại. Xong gì? Ủa cái gì vậy? Thì xong việc rồi thì em đi về thôi chứ. Ủa, hết giờ thôi, nhưng mà đâu có hết việc đâu. Đây nè, này là gì? Cái gì vậy? Còn hồ sơ của chị nữa. Cái gì nữa? Còn đầu của tôi nữa. Cái gì nữa vậy anh? Tàn 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 tàn. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Cái gì vậy? À đâu, chúc mừng sinh nhật. Happy birthday Tu Đông. Happy birthday Tu Đông. Chúc mừng sinh nhật ông nha. Nè, tên tuổi mới bất kể châu lượng hay chưa. Ủa sao mọi người biết hôm nay sinh nhật em hay vậy? Thu á, cầu chứng minh em, lục cầu chứng minh em hết. Ngày tháng năm sinh quê quán đâu biết hết. Nè, ngày hôm nay á là một tay Thu sắp xếp hết đó. Nè, khỏi cần cảm ơn tôi. Ông không biết tôi giỏi nhất là gì hả? Ăn uống tiệc tùng, con Thu này là nhất. Dễ gì qua mặt được tôi. Quà của anh là chào nhậu nha. Ê, lát nhậu. Lát cảm ơn mình đi nhậu luôn nha. Ai nghe được có phần. Đây đây đây, quà của chị. Rất là phép. Trái cây nè. Trời ơi. Nè nè, cái này á là trái cây nhà chị trồng đó nha. Tặng cho em. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Nè, quà của tôi đó. Gì đây? Thì tự mở ra coi đi. Để tôi coi coi. Trời ơi, coi nè mọi người. Em ơi, cái phần quà này hết sức là đặc biệt luôn. Chưa hết đâu, chưa hết đâu, chị coi nè. Coi, khuyến mãi cho tôi hết luôn. Ủa, không mật thì phải có tương ớt. Quà em thiết thực vậy thôi chứ. Nè nè nè, chị thấy hai đứa em á giống như là con khô mực cái tương ớt gì đó. Thu thì phải có đông thì nó mới trọn vẹn chứ. Nói nấu gì vậy trời? Ờ, xa tận chân trời trình hình ngay trước mặt không ấy. Hai đứa đến nhau luôn đi trời. Cho phòng mình happy happy hạnh phúc. Đúng không? Đây đây đây, khô mực đây, tương ớt mật một cặp luôn. Thôi nha, đừng có chọc em nữa, xin lỗi. À em phải khô mực đâu. Với lại á, ổng á lúc nào mà ổng chẳng chê em là cục thịt mỡ ba rồi. Xin lỗi, em là cục thịt mỡ thì ổng là cục xương, không có hợp với nhau đâu. Bà nói gì vậy? Nói bậy bạ, cái gu của tôi nha là gu ba rọi kho hộp vịt á. Trời ơi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Trời ơi, không có sao không? Trời ơi, ai biểu không? Tự nhiên, nó giỡn, nó chi vậy? Được rồi, được rồi, được rồi. Tự lao đi. Nè, đây nè, cái đi. Tay đây nè. Thu. Nè,